Nếu các bạn có nhu cầu đặt các gói vật phẩm trong Black Together, các bạn hãy đến với minsabin.com. Đây là một nơi hội tụ đầy đủ tất cả các gói nội thất của Trigram Black Together mà giá lại cực kỳ rẻ và uy tín. Gói nội thất khủng long hiện tại trong trang có giá là 499.000 đồng, tương đương rằng 500.000 đồng. Khi các bạn nạp trên trang chủ minsabin.com, các bạn chỉ cần thanh toán gói nội thất với mức giá là 400.000 đồng, chúng ta tiết kiệm được 100.000 đồng. Đây là một trang nạp tất cả các vật phẩm của Black Together cực kỳ an toàn. Do đó, nick game của các bạn sẽ cực kỳ an toàn khi các bạn nạp từ minsabin.com. Địa chỉ của trang web mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này và ghi ở dưới phần bình luận. Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào minsabin. Ok, con tè tan tàn tan, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Cowboy Gaming nha anh em ơi. Hiện tại mình có tạo một cái kênh YouTube cho con của mình, đó chính là Tumi TV. Các bạn qua đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Mấy ngày nay ở trong cái hầm thư của Từ Game Black Together có gửi một cái thông báo như thế này, là một cái phần quà đền bù trị giá là 55 viên đá quý. Các bạn hỏi là cái thông tin cái hộp thư này là nó có thật hay không, có phải là thật sự là chúng ta nhận được 55 viên đá quý hay không, thì mình cũng xin trả lời với tất cả các bạn rằng là chúng ta sẽ nhận được 55 viên đá quý nha các bạn. Nhưng mà với một cái điều kiện á, là trước đó các bạn mua cái trang phục đó chính là gói đồng phục học sinh, mà các bạn mua cái trang phục nam á thì nó ra là cái trang phục nữ. Đó, các bạn mua cái trang phục nữ á thì nó lại thành cái trang phục nam các bạn. Cho đó thì hiện tại là nhà phát hành á, họ sẽ gửi cái số đá quý mà chúng ta đã mua nhầm lại á, là trị giá là 55 viên đá quý. Tức là bạn nào đã mua cái gói trang phục đồng phục mà bị nhầm á thì chúng ta mới nhận được cái quà đền bù là 55 viên đá quý nha. Còn như mình á thì mình mua đúng cái gói sản phẩm á là không có bị lỗi á, thì mình cũng nhận được nha các bạn, nhưng mà nhận được cái nịch nha, chứ không phải là ai cũng nhận được đâu nha các bạn. Không làm đồ cá ăn là chỉ ăn ship thôi nha các bạn ơi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể lơ lửng ở trên không trung ở trong cái cabin các bạn. Đây là sự thật các bạn, và còn có một điều là chúng ta có thể chạy xe được ở trên không trung luôn á. Rồi bây giờ các bạn cùng xem cái clip hướng dẫn của mình ha. Đầu tiên thì các bạn phải đến cái khu vực đó chính là cabin, và điều tiếp theo khi đến được khu vực cabin á là các bạn phải leo lên được cái nơi cao nhất. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình leo đến cái nơi đó, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục ha. Sau khi leo đến cái đỉnh tháp á thì các bạn hãy chọn cho mình một cái vị trí cao nhất các bạn. Các bạn chọn cái khu vực nào mà cao nhất á, như cái chỗ mà mình đang đứng này các bạn. Sau khi chúng ta đã xác định được cái khu vực cao nhất rồi á, tiếp theo đó thì các bạn hãy lấy cái khinh khí cầu ra, và các bạn hãy thả từ từ sao cho mình nó vô cái vách núi hay là vô cái bụi cây là ok các bạn. Đó, như ở trong video là được ha. Lúc này thì các bạn có thể là cắt cái khinh khí cầu ra, thì chúng ta sẽ đứng lơ lửng ở trên một cái khoảng không nhất định nha các bạn. Rồi tiếp theo đó các bạn cứ lấy bất cứ cái phương tiện nào ra cũng được nha các bạn, trừ những cái phương tiện di chuyển ở dưới nước nha. Và các bạn lưu ý cho mình, ở đây nó sẽ có một cái khoảng không nhất định, do đó các bạn hãy di chuyển một cách là từ từ và thận trọng nha. Nếu không thì chúng ta sẽ bị té các bạn. Nè, như trong video là các bạn đã, chiếc xe đẩy của mình nó đã bị nghiêng về một cái hướng, một cái góc rồi các bạn ơi. Tức là cái góc nghiêng đó là cái góc mà nếu mà chúng ta di chuyển tiếp tục á thì chúng ta sẽ bị rơi, sẽ bị rớt á. Đó, như trong video các bạn. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.